Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem dừa. Nguyên liệu của kem dừa gồm có: nước cốt dừa là 290g và mình mua 20.000, 2 bịch sữa tươi không đường, 60g đường, 40g đậu phộng và 100g sữa bột, và sữa bột nào cũng được. Vani, muối 575g, sữa đặc tức là 4 thìa canh. Trước tiên là mình cho đường vào đây. Và đây là sữa bột. Và đây là sữa đặc. Một phần hai muỗng cà phê hương vani. Và một đầu đũa muối. Và đây là sữa tươi không đường. Và mình quậy lên cho nó tan đường. Và đường của mình thì tan rồi, nhưng mà sữa bột thì nó còn hơi lợn cợn trên này, thì mình bỏ trên rây. Sữa bột ở trên này nó còn hơi ấy, mình bỏ trên rây, mình sẽ rây. Tiếp theo là mình đổ nước cốt dừa vô. Và nước cốt dừa thì mình chưa xài thì mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, chứ nếu ta để ngoài thì nó sẽ bị hư. Và bây giờ mình bỏ cái tô hỗn hợp của mình vào trong ngăn đông tủ lạnh để mình chuẩn bị đi đập đá. Và đây là thau đá mình mới đập xong. Và đá này đá nhà mình làm. Và mình cho muối vô. Đây là nửa ký muối. Và bây giờ mình cũng chế nước vô. Đây là nước đá chảy ra. Và bây giờ mình múc bớt đá ra để mình cho cái nồi vô cho nó dễ. Đó, cái nồi này mình đã để trong ngăn đông tủ lạnh phải 1 giờ rồi. Và bây giờ thì mình đổ kem vô. Kem này hơi nhiều thì mình làm 2 lần. Và cái này mình cũng bỏ trong ngăn đông tủ lạnh lại. Và bây giờ thì mình bắt đầu bỏ thêm đá vô. Nó đầy quá thì lát nữa mình bỏ vô. Đó, mình coi thử. Bây giờ là 20:55. Và mình không để quạt nha mọi người, mình không được để quạt. Ta có thể làm trong máy lạnh, chứ ta không được để quạt. Mình sẽ đổ thêm đá vô, nhưng mà rất là khó đổ vì nó đầy quá. Và ta luôn luôn để cái nồi xuống dưới đáy thau.
chúng ta để lên trên đá thì nó sẽ không đông. Giờ nước mình nhau lọng lọng, ta bắt đầu đổ hết cái đá này vô. Và đá này là đá nhà mình làm đó, mình cho cái thau chì xuống dưới, chứ nếu mà ta để nổi lên tầng lên trên là nó sẽ không đông. Và cái miệng thau mình lúc này nó rất là lạnh, cái miệng cái nồi cơm điện này rất là lạnh. Mình quay chiều nào cũng được hết á. Và mình cũng quay nhẹ nhẹ thôi, mình quay mạnh quá nữa nó sẽ nổi bọt. Đó, mình quay sát, sát xuống. Kem mình đang đông ở dưới rồi. Mình cho mọi người coi này. Nó đông ở trên cái chân đũa này, nó đông trên chiếc đũa rồi. Đó. Nó đông ở dưới rồi. Mình sẽ tạm ngưng để cho cái phim mình nó ngắn bớt. Và mọi người ơi, cái thau kem của mình ở dưới này là đông hình tuyết rồi đó, thấy không? Đông hình tuyết. Đó, đông hình tuyết là mình chà ra này. Nếu mình để quạt thì cái hơi tuyết này nó sẽ bị bay đi, thì kem mình sẽ không đông, cho nên mình không được để quạt. Đó, mọi người nhìn thấy cái tuyết ở cái thau này. Và kem mình được 10 phút thì nó đông rồi nè, đó, mọi người nhìn thấy nó đông rồi nè. Ta đổ tiếp cái phần kem này vô. Hồi nãy giờ mình bỏ trong ngăn đông tủ lạnh. Và mình cũng đổ hết cái muối này vô luôn.
thì tiếp tục xoay. Và trong lúc có làm kem thì mình phải quậy lên như vậy này đó, để cho cái đông lên trên và cái nước xuống dưới nó mới đông được. Những cái nào đông thì nó lên trên và cái chưa đông thì nó xuống dưới cái nồi thì nó mới đông được. Chứ nếu ta không quậy thì nó cũng lâu đông lắm. Đó. Quậy cái này nó lên trên này, đó. Còn cái chưa đông thì nó xuống dưới cái nồi nó nhanh đông. Tự vì mình làm nhiều. Đó, cái nào đông thì mình cậy nó lên. Thấy kem mình rất là ngon luôn. Nó cái dưới nồi thì nó đông hết rồi. Một cái ở trên nó chưa đông. Và bây giờ là 21:20 thì tức là kem mình được 25 phút thì nó đã đông như vậy. Và vừa rồi mình có khách cho nên là mình quên, mình không quậy lên cho nên là nó hơi lâu đông. Mình phải quậy lên để cho cái nước kem nó xuống dưới thì nó sẽ nhanh đông. Và vừa rồi mình có khách cho nên là mình không có quậy lên á, cho nên là nó hơi chậm đông một tí. 25 phút là kem mình như vậy. Và bây giờ kem của mình đông như vậy thì ta đem bỏ trong tủ lạnh. Thì ta lau cái tô đi, ta lau cái nồi đi. Đó, ta bỏ vào trong tủ lạnh. Mình mà bỏ những ăn đông nha mọi người. Và bây giờ mình làm xong kem rồi mà cái tuyết ở thau mình vẫn còn. Nếu ta xài bằng cái thùng đựng đá thì rất là tốt. Thì ta có thể để quạt được, nhưng mà ta xài thau thì ta không để quạt. Vì để quạt nó sẽ thổi hết cái tuyết này đi. Thì kem mình sẽ không đông được. Và đây là kem dừa mới làm xong. Kem này á, mình không cần trứng gà mà mình không cần bột. Rất là mịn. Hôm bữa trước mình làm kem matcha trà xanh với mấy loại kem gì mình quên mất rồi, kem trắng. Mà không có cần bột, không cần gì hết mà nó cũng rất là dẻo, từ vì nó có sữa bột, nó dẻo lắm. Mọi người nhìn thấy kem mình rất là ngon. Và hôm nay thì mình ho cho nên mình không dám ăn kem. Vậy là ta đã hoàn thành kem dừa. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và đây là kem mình. Khi nào mình ăn thì mình sẽ rắc đậu phộng lên như vậy. Hôm nay mình ho quá cho nên mình không dám ăn kem. Và kem này thì mình có thể làm bán được rồi. Mình sẽ nếm một tí xíu thôi. Rất là ngon. Nghe ngon hơn kem ở ngoài hàng nữa. Nhiều khi mình đi ăn kem mà ở ngoài hàng rất dở, không có ngon như kem mình làm. Và bây giờ những đầy quá mình không đậy được. Khi lát nữa mình cho mấy cháu nó ăn xong rồi mình mới đậy lại. Và kem mình hôm bữa trước mình làm là mình ăn, mấy đứa cháu nó ăn xong rồi chảy nước, nó để ở ngoài lâu quá chảy nước, xong mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nó lại đông lại, nó vẫn mịn, nó không có bị dăm đá một tí nào hết. Và hôm nay là mình cho sữa bột, là mình cho 100g sữa bột luôn.